Hi, Mita quay trở lại với cả nhà đây, probiotic nữa đây. Hôm nay Mita giới thiệu với cả nhà một cái món probiotic từ cái củ cải trắng và củ cải đỏ. Nguyên liệu chính là hai cái củ cải này đây. Và muối hồng cho nó sạch ha. Và đây là một chai nước muối được pha sẵn 500ml nước và 10g muối để lát thêm vào. Đó, chúng ta cân thử cái này là bao nhiêu gam rồi nhé. 600g các bạn, đây là 600g thì chúng ta sẽ dùng 12g muối nha. Vì đầu tiên chúng ta sẽ cắt cái này ra. Các bạn thích kiểu gì, hình như thế nào thì các bạn cắt theo kiểu đó. Còn đối với mình ấy là chất lượng là chính, còn hình dạng đối với mình là không mấy quan trọng. Bởi vì chỉ có một mình ăn, không có phục vụ cho ai cả. Đây, cắt xong rồi bạn, nhanh phép vậy thấy không? Đã không? Wow. Cái hình tròn luôn. Nếu mà sau các bạn muốn cắt hình gì đẹp đẹp thì dùng cái này thì các bạn tạo cái hình trước, ví dụ như thấy mẹ ở nhà hay làm hoa khí mấy bên cái bỏ vô cắt là nó ra hoa. Ok. Đó. Rồi. Ta để lên cho 12g muối. Bạn đảo đảo cái này một tí. Ok, các bạn để yên như thế này 30 phút. Rồi sau đó các bạn sẽ cho vào bình. Nhớ cái bình này phải được rửa sạch nè. Trán qua nước sôi ít nhất 2 lần nhá. Đó. Tất cả các dụng cụ làm luôn luôn phải sạch sẽ. Đó, đó. Để như vậy 30 phút, hẹn các bạn 30 phút sau nha. 30 phút xong rồi đúng không? Và đây, chúng ta sẽ cho vào bình thôi. Chúng ta sẽ cho vào bình này. Yeah! Ngon quá. Ngon quá. Đây, ôi, mềm rồi các bạn nè. Đó. Các bạn biết không, hồi mình còn bé bé, mình được cho ăn toàn vậy không ai. À, đương nhiên là không phải mẹ mình rồi, nhưng mà người khác cho mình ăn vậy không, mình đâu biết đâu. Cứ trộn thế này tí nữa cái ăn rồi à. Độc lắm. Bữa nào các bạn muốn phân tích mình phân tích cho. Rồi, cái này phải vắt ha. Nhưng được một cái là làm cái gì nó cũng thành công. Chứ mà nếu mà nó thất bại cái thôi luôn ý. Mình làm bạn thấy không, cái gì nó cũng bé bé thế này. Làm cái củ à. Đó. Ngon lắm. Thank you.
các bạn. Ok, chúng ta cho hết cái phần nước này vào. Chúng ta thêm một miếng nước nữa. Rồi. Ta đổ phần nước lên trên để cho nó căng ra. Nhớ các bạn mà đổ không kín thì nó sẽ có một cái lớp ván trắng, là do là vẫn còn khí vào bên trong và quá trình lên men của bạn nó chuyển sang là đó, các bạn nhìn thấy không? Hả? Quá đẹp luôn. À, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đây là món này là củ cải. Củ cải sauerkraut. Bạn có thể ăn món này sau 5 ngày, tại vì bạn cắt rất là mỏng, nếu mà cắt dày thì bạn để lâu hơn một tí. Đó. Rồi à, từ 7 đến 10 ngày bạn hoàn toàn có thể ăn thoải mái. Sau đó bạn cất vào trong tủ mát. Tủ mát từ 2 đến 5 độ, bạn để 6 tháng không vấn đề gì hết nhá. Càng để càng lâu càng tốt. À, sẵn dịp đây mình chia cho mình khoe với các bạn những cái sản phẩm lên men của mình về sauerkraut hiện có. Cho các bạn bắt chước ha. Thấy không? Đây. Món. Đây. 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 Đây, cái này hoàn chỉnh rồi. Chị ăn thôi. Đây. Mày nhìn thấy. Là gừng riền lên men. Trời ơi, mùi nó thơm chi mà nó thơm. Bạn thấy nước cà phê trên ở trong veo, trong vắt không? Trong veo, trong vắt luôn. Đây là mình lên men được 2 tuần. À, vần vần để thêm một thời gian nữa không sao hết, vì hiện tại mình chưa có sai. Đó. Đây là vỏ chanh lên men. À, vỏ chanh sauerkraut. Nếu bạn chưa biết làm món này như thế nào thì xem lại video trước ha. Đó. Đây là củ hành lên men. À, hành trắng, bạn thêm tí hành tím cho nó đẹp, đẹp không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Các bạn chưa biết làm món này như thế nào thì xem lại cái video của hành lên men nhá. Đó. Và đây là củ cải hôm nay chúng ta lên men. Đó. Chúc các bạn thành công ha. Đó. Và đây là bắp cải tím và trắng mình gom lại mà mình lên men. Lên men đã hoàn chỉnh rồi. Bây giờ là mình đã chiết tách cái phần nước ra rồi, còn cái phần cái mình để trong tủ mát mình ăn dần. Đó là những sauerkraut, còn một vài món nữa thôi, như vậy đi ha. Đó. À, chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh, hãy nhớ ăn probiotic thật là đa dạng, thật là đa dạng, và ăn thường xuyên, ăn đều đặn, bạn sẽ thấy khỏe hơn thôi. Vậy nhé, bye bye.